Quý khách đang tìm một căn nhà diện tích rộng, giá hợp lý, giao thông đi lại thuận tiện thì đừng bỏ qua video này. Với căn nhà 46m², thiết kế gần như là xây dựng độc lập, sân riêng, ngõ riêng, đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà diện tích thực tế trên sổ đỏ của nó là 45,7m², với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Với cái diện tích căn nhà này thì gần như cũng rất là hiếm ở trên video kênh của Ngọc Ánh. Và với cái mặt tiền 3m27 trên sổ đỏ, chiều dài của cái căn nhà này là 13m99, đó là gần như là 14m. Ngọc Ánh đang đọc đúng cái thông số diện tích ở trên sổ đỏ cho quý vị. Căn nhà này được thiết kế xây dựng hoàn toàn, đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay một mình nó một cái ngõ này luôn ý mọi người ạ. Sử dụng rất chi là hợp lý. Cách với đường ô tô đây chỉ khoảng tầm 10m là ra tới đường ô tô. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế 4 tầng rất là đẹp. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn này. Một mình nó cao ráo và với cái vị trí của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Hoàn thiện chỉnh chu từ hồ sơ điện đến hồ sơ nước riêng biệt từng căn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà. Và với những cái bên ngân hàng lãi suất ưu đãi nhất, ví dụ như bên BIDV, bên MB, Vietinbank. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà này, xem thiết kế căn nhà nó có hợp lý hay không, thoáng trước thoáng sau, hai mặt thoáng, diện tích rộng. Với cái phần để xe trước nhà đây quý vị nha. Đây, thực tế luôn là cái phần sân để xe trước nhà rất là rộng, được thể hiện ngõ ở trên sổ đỏ. Và với cái căn nhà này thì mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, đây là cái phần để chỗ xe máy. Và đây, không gian bếp vô cùng rộng mọi người ạ. Nói chung với những cái căn nhà diện tích nó rộng như thế này thì thật sự là tính đến thời điểm này nó rất là hiếm. Bởi vì đa phần trên kênh của Ngọc Ánh, nếu như quý vị thường xuyên theo dõi thì biết rằng là diện tích nó đa phần chỉ từ 30-32, gọi là đến 35m, 38m thôi. Còn những cái video mà ngoài những cái nhà dịch vụ giá tiền nó cao ấy, thì căn nhà này giá rất là hợp lý, 2.750.000.000 đồng mọi người ạ. Đây, một cái khoảng không khe thoáng đằng sau cho quý vị sử dụng. Đây mọi người nha, đó. Ở đây mọi người có thể lắp cho Ngọc Ánh ở đây một cái vòi nước để sử dụng ở chế biến đồ rửa ở đằng sau. Cửa sổ đây, vào trong không gian phòng bếp. Đây là có cửa này, rất là an toàn. Và đây là cái không gian bếp rất là rộng của ngôi nhà. Mọi người nhìn thực tế luôn nhá. Phần hoàn thiện bếp thì đã được xong hết rồi. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ An Cường. Bên trên, bên dưới đều thiết kế một màu, tông màu trắng là chủ đạo. Màu sơn, màu gạch, tông màu trắng là chủ đạo. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều được lắp đặt đầy đủ. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Với cái vị trí căn nhà này, nó cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 4km, nó cách với ngã tư Tố Hữu Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 3.5km, gần với trường đại học Fenica, gần với trung tâm thương mại Yomon Hà Đông, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn. Nói chung với căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện, xung quanh căn nhà đầy đủ tiện ích, chợ trường phường trạm mọi người ạ. Và với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà, ngoài cái phần để xe, ngoài cái phần phòng bếp rất chi là rộng thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà này. Căn nhà này thiết kế theo cái cơ chế mở rất chi là hiện đại hiện nay, đó là cái tầng 2 thiết kế các lửng thì ở đây phần tầng 1 mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Với cái căn nhà này thiết kế rất là thoáng mọi người ạ. Vào trong cái không gian nhà này diện tích rộng, ngập tràn ánh sáng. Và quan trọng nhất đó là cái cách xây dựng, cách thiết kế căn nhà này rất chi là hài hòa. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây là gỗ lim mặt bậc cổ bậc cầu thang, ốp toàn bộ đá đen và cổ trắng. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Quý vị ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà ở đây, Ngọc Ánh bước chân lên là một cái không gian phòng khách quá đã luôn, quá là rộng. Về cái phần phòng khách này thì chủ nhà thiết kế cái sàn gỗ cho mọi người mời. Và đây, phòng khách cửa sổ thoáng trước sau,
Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, không gian phòng khách vô cùng rộng. Phần ngăn cách giữa phòng khách và cái phần cầu thang là những cái vách lam rất là xinh xắn bằng gỗ. Và mọi người có thể ở đây, có thể để trang trí trong ngõ ngoài ở đây, rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ. Mời người theo chân ngoài lên khám phá tiếp theo tầng 3, 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau, mỗi phòng ngủ rất là rộng. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên, hướng ra phía ngõ mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa lắp đặt đầy đủ. Tất cả các phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ. Đó, phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ, bàn phấn. Đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim ấy mọi người ạ, rất là chắc chắn luôn. Và phòng ngủ tiếp theo, phía bên trong, đây mọi người ơi, phòng ngủ này cũng thế, rất chi là rộng. Hướng nhà này là hướng Tây Bắc. Với cái căn nhà này thì quý vị chi trả trước cho ngoài khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm. Lãi suất từ 7,5% một năm đầu mọi người nha. Đó. Đấy, phần cửa chính của ngôi nhà, cửa thông phòng đây. Rất là chắc chắn. Và đây là phần tầng 2, phòng vệ sinh thiết kế ở giữa. Thì đây, phòng vệ sinh nó như thế nào? Ở đây là đã lắp bình nóng lạnh này, quạt hút mùi này, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu này, lavabo. Đó, nước đây rồi mọi người ạ. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt riêng biệt đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đó, mời mời theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà xem với cái căn nhà này thiết kế diện tích rộng như thế thì tầng 4 ra sao. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế vô cùng hợp lý. Đây là cái không gian, một cái không gian phòng thờ mọi người ạ. Đây mọi người nha. Đây, rất là riêng. Nếu như sau này quý vị có muốn lắp một cái cửa riêng biệt hơn thì quý vị cứ việc lắp theo ý của mình. Và đây là cái phần sân phơi. Đây là cái phần ô để sân phơi mọi người ạ. Đây là một cái đường lên ở trên phía trên tung. Đó. Và tiếp theo ở tầng 4 thiết kế còn một phòng ngủ, một phòng vệ sinh nữa mọi người nha. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Như vậy với cái căn nhà này 4 tầng thì tầng bộ thiết kế 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và 3 phòng ngủ mọi người ạ. Đây là phòng ngủ tiếp theo, cũng là phòng ngủ cuối cùng ở trên phía tầng 4. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế đầy đủ, ô cửa sổ rất là thông thoáng. Trên tầng 4 này cũng được chủ đầu tư thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Đó, tất cả các phòng ngủ thì cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Và ngọc ánh xin nhắc lại với cái căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 750 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Diện tích của căn nhà này là 45,7 m², xấp xỉ 46 m, và giá chào bán thì rất là hợp lý với một cái căn nhà cả đất diện tích rộng như thế này. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.